của người lao động là bao nhiêu tiền, đúng không? Thì các bạn biết là mẫu biểu kê khai mà công ty sẽ khấu trừ của mẫu sẽ là đầu 05 rồi, được chưa? Như vậy thì trong tháng đó công ty sẽ phải thực hiện khai thuế trên mẫu là mẫu 05 kê khai thu nhập cá nhân, và cũng là theo thông tư 80. Đấy. Rồi, các bạn mở mẫu này ra và tôi sẽ giải thích chúng ta một chút này. Thế thì trên cái mẫu tờ khai thuế này các bạn sẽ thấy là đối với công ty thì người ta sẽ có hai loại kỳ tính thuế để chọn. Đó là khai thuế theo tháng và khai thuế theo quý. Như vậy một câu hỏi đặt ra là khi nào thì các bạn chọn khai thuế theo tháng và khi nào thì các bạn sẽ chọn khai thuế theo quý. Ví dụ như với công ty Conapass mà với tình huống này của chúng ta. Tôi hỏi chúng ta là trường hợp nào các bạn sẽ thực hiện khai thuế theo tháng và trường hợp nào khai thuế theo quý, thì cái căn cứ để các bạn xác định kỳ khai thuế thu nhập cá nhân này, đó là các bạn sẽ căn cứ vào cái gì ạ? Làm nào để biết được khai theo tháng hay theo quý? Có bạn nào nắm được thông tin này thì các bạn có thể chia sẻ với tôi được không ạ? Làm thế nào để biết được chọn kỳ khai thuế theo tháng hay là theo quý? Các bạn, công ty các bạn làm về thuế nhập cá nhân không ạ? Căn cứ theo thu nhập chịu thuế ạ. À, cái này thì lại chưa phải chắc ạ. Chưa phải bản chắc ạ. Vậy thì tôi sẽ giải cho chúng ta này. Để xem một công ty khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay quý, thì người ta sẽ căn cứ theo mức doanh thu các bạn ạ. Đây, rất đơn giản thế này thôi. Được chưa? Thì về cơ bản là nếu như mà doanh thu của năm kể trước, được chưa? Nếu như của doanh thu của năm kể trước mà trên 50 tỷ thì các bạn sẽ kê khai thuế theo tháng. Còn lại tất cả các trường hợp khác các bạn hãy khai thuế theo quý. Và kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và kỳ khai thuế giá trị tăng nó sẽ song song với nhau. Đấy. Khai thuế giá trị tăng theo quý thì thuế thu nhập cá nhân khai theo quý. Khai thuế giá trị tăng theo tháng thì thuế nhập cá nhân cũng khai theo tháng. Và cơ sở để xác định khai tháng hay quý là thuế giá trị gia tăng. Doanh thu của năm kể trước trên 50 tỷ thì khai theo tháng. Được chưa nhỉ? Đấy. Thì nó chỉ có một cái mốc này thôi. Được chưa? Thì chúng ta sẽ căn cứ theo mốc cái này, đúng không ạ? Rồi ok, cảm ơn bạn Quyên, cảm ơn bạn Phượng. Đúng rồi, căn cứ theo doanh thu của năm trước. Đúng chưa? Đấy.